có lên liên hoàn quốc thì cũng không thể nào một mình bạn phủ khống chế được 10 tên con đồ. Có đến đại sư phụ võ say thì cũng phải ê ngay đó. Hoàng thượng ăn măng, đại nhân nói sai quan điểm rồi. Người nói rất phải. Thôi đại nhân không nói gì nữa, đại nhân hãy đi dập lửa đi. Để đây ta lo cho, mọi việc ta sẽ giải quyết. Hoàng thượng hãy nghe thần nói. Thôi ngươi đi đi, không nói nữa, để đây ta lo cho. Thật là bực mình, vừa hoàng bá được mấy câu thì ta thượng thư chèn ngang vào. Là hoàng thượng gạt phóc lời ta nói, bắt thần phải tức công họ và đi dập lửa. Thần đâu có phải là người đi dập lửa, thần thì đã ghen sẵn rồi. Là thần bực mình, tại thượng thư cũng chỉ nằm mồ hốt. Xung quanh hoàng thượng thì có đáng quan ăn không ngồi rồi, suốt ngày những hót hoàng thượng, ngoài ra chẳng biết làm việc gì cho đời. Khi hết tiền thì tìm cách thu thuế của dân, quyết nợ quỹ kia đủ các khoản. Hoàng thượng có biết đấy là đâu, suốt ngày chỉ nghe mấy tên những thần. Người dân thì đã khốn khổ rồi, giúp được chừng nào thì tạ phúc chừng đó. Đằng này dân có việc thì chạy chuyện, vậy khó dễ. Để dân phải móc túi rồi. Mấy ông thì hay nhích đọt cho đẹp lòng hoàng thượng. Trong khi lòng dân thì đang bốc xúc, còn mấy ông suốt ngày ăn không ngồi rồi, chỉ biết định hót, ngồi không hưởng lương, ngoài ra chẳng biết làm cái con mẹ là gì. Mấy ông ăn sung mặc sướng quen rồi, thần bẩm báo nỗi khổ của nhân dân thì hoàng thượng nghe một lời mấy ông cấm khẩu thần, không cho thần bẩm báo. Thần rất bức xúc, mà hoàng thượng có biết đấy vào đâu đâu. Trong khi thần gần nhau ấy, 10 tên khốn nạn suốt cả ngày trời đói chết mẹ nạn, chân tay thì bồn rộn, từ sáng giờ được tí hồ dò bụng đây. Hy vọng lúc ta đang đưa hồ vào bụng, không ai đến làm phiền ta. Đang ăn mà trong lòng vẫn không được vui. Trong khi hoàng thượng không nghe thần, thần thì dã rời, còn nhau với 10 tên khốn nạn đứt một ngày trời, mệt đứt hơi, toàn không còn sự sống nữa. Giờ mới được thành thơi cho tí quả vào bụng đây. Hy vọng không ai đến làm phiền ta, để ta đưa vào hồ và bụng được thuận lợi. Đói ăn thật là ngon. Có tí vào bụng rồi mà sức khỏe vẫn chưa hồi. Trong lúc ta đang rời rã trên tay thế này, giờ có thêm một tên con đồ đến đây, không biết ta có đủ sức để khống chế được hắn được không. Thật là băn khoăn. Không được,
phải kiên cường đứng lên chứ, vì nhân dân đứng lên. Ôi trời đất, thế là cái còn suy giảm quá, chịu không nổi nữa rồi. Vẫn còn buồn ngủ chứ? Người này gặp bạn phụ có việc gì không? Người đến đây muốn khiếu kiện, cứ nói, bản quan sẽ làm chủ cho người. Hiểu không? Ta giết người không chớp mắt, luôn lấy lại công bằng. Hay lắm, nếu người biết đã phải, tại sao không đi hỏi 10 tên khốn đồ ấy đi? 10 tên khốn nạn ấy, sao người hỏi đi? Vô cớ đến đây tìm ta để lấy mạng. Người không biết đúng sai, lại đến đây tìm ta để thanh toán. Làm người phải biết là phải chứ. Ngươi có hiểu nguyên tắc không? Đại nhân yên tâm, nếu có việc cứ tìm đến ta. Thì ra là người tốt. Nãy giờ ta trách nhầm. Thế có chết không? Cứ cầm gạch kèo tay mình thì có chết không? Đâu chịu hết nổi luôn. Ô, con mẹ đâu hết rồi? Danh tính, làm ơn để lại danh tính. Danh tính, để lại danh tính. Ta không ngờ nổi, chắc gì đã giúp được ta. Coi chừng mai mốt phải đến nhờ vả ta cũng nên. Xem thấy hay hãy nhấn cho một like và nhấn đăng ký, nhấn chuông để ủng hộ kênh. Bởi vì sắp tới phim có nhiều nhân vật mà hiện tại ngân sách thì đang eo hẹp. Xin cảm ơn.